Út đi ra Út hết mớ bông điên điển cả nhà. Hái vô để nấu canh chua cá rô. Sáng Út đi Cần Đồ mua được mớ cá rô ngon lắm. Chắc Út nấu bông điên điển với rau muống. Muống thì ở nhà có sẵn rồi. Cái này ngoài vườn, ngoài sau vườn nè. Có được mấy cây điên điển á. Được ra Út hái. Ồ, cái này nó âm tùm hết trơn. Để qua bên đây đi, mình chấm. Rồi, đây, cây điện điển quá xà bông. Út chào cả nhà. Chiều nay Út ra vườn nè. Út hái mớ bông điện điển vô. Lát nữa vô nó bên chua cá rô. Sáng Út mua được mấy cái rô không á. Bông điện điển này nè. Cái này là bông điện điển nó mọc tự nhiên á. Tới mùa nước là nó mọc à. Chứ không phải đứa mà cái bông điện điển mà người ta trồng á. Cái loại bông điện điển trồng là mùa nào cũng có hết vậy á. Còn cái này là tự nhiên nè. Dọc hái vô lát nữa nó không chưa quá thì bông cả nhà. Cái này một tước luôn à, vô mà mình khỏi lặt. Buổi chiều á thì nó bông nó nở mà mình hái bình thường, mình hái buổi sáng nó ngon hơn, bông nó bứt á. Sáng thì Út không được, đâu có hái được, má thì không có rảnh nên chiều mai hái nó nở mà nó vẫn còn ngon, đúng không? Quá trời luôn đó nha. Cái này Út tước gì nè, vô cái mình rửa sạch nấu mà không có lặt. Bông này bông thiên nhiên, nó ngọt, nó không ngọt. Quá là bọc dữ lắm luôn. Mùa nước lên là năm nào cũng có điên điển, ở đâu cũng có. Ở miền Tây là có bông điên điển nè, không biết chỗ khác thì Út không biết nha. Cái chỗ Út là cứ mùa nước lên là có à, không ít thì nhiều. Nở mà cái này của mình nó ngọt lắm, cái bông điên điển mọc tự nhiên này nó ngọt, có âm nữa nè cả nhà. Bên bờ bên kia má Út nói nhiều lắm, mà tại vì do bên đây Út thấy nó trống rồi, bên đó bịch quá, với lại Út hái vũ ăn. Hái được mớ điên điển này, giờ Út ra Út hái thêm ít ngò gai nữa, Út lát bỏ canh chua. Bữa má nói cái dưới mé này có bụi ngò lớn nè. Xuống đây coi có không? Có cả nhà. Cái ngò này bứng chị lại đây trồng là nó tốt, nó gần mấy nước á. Trong nhà hổng giờ Út ăn nó cũng nó ra mà nó còn nhỏ quá. Này cộng lớn nè. Cái cây bù ngót dây này đây quá trời tốt luôn. Nhảy dữ lắm luôn, ăn nó ngon lắm. Nó ngọt như được. Để thêm vài trái ớt nữa. Ớt này lại nó cay hột lắm mà. Trái nó bị đèo đèo vậy ta, nó không tốt mà. Nó không nhiều trái lắm, nhiều hết rồi. Trái này nó ăn chua rau nhấy hả? Bánh hỏi hả? Để em cái em vô. Nhà có mới rau muống Út nấu với bông điên điển nãy Út hái đó, chỉ rau muống được rồi.
hái được nhiêu nè. Ớt đây này cả nhà, sáng Út mua được mới cá gô ngon, cá lớn lớn không mà uống mềm à. Ồ, cá này nó lớn nè, ngon. Giờ Út làm để nấu canh chua với chắc kho một hai con ăn quá. Kinh điển với này ngò gai nắp hái nè, cái mới không muốn ngày hôm qua má hái vô thì để trong cái thủng đá đó Út mới lấy ra nè. Vậy là buổi chiều nay là ăn nhiêu thôi, đơn giản. Bây giờ Út đi làm cá, làm rau. Cái rau muống với bông điên điển này cửa sạch cả nhà. Giờ Út để nấu canh chua. Cá rô hồi nãy hai cá lớn thì Út đang ướp cho nó thấm rồi. Mấy lá kho, mấy con này thì Út nấu canh chua nè cả nhà. Này Út khử tỏi với dầu ăn cho nó thơm cả nhà. Út ướp hai cá cho nó thấm. Hai cá lớn hồi nãy thì Út kho rồi. Còn hai con này hả? Còn mấy con kia Út canh. Hai con hồi nãy Út chả. Này ướp cho nó thấm ngồi rồi Út kho. Tỏi cá này hơi lớn quá. Để một hộp cái đường với bỏ bằng nước màu á. Ngon thật không? Nguyên liệu nó ăn chua. Lát này cho nó thấm chút đi. Để nó mình thôi. Nó tỏi thử thì nó cũng thơm. Thơm cá. Chảo này nó nóng. Ướp ăn chút đường cho vài lẻ con. Rửa bắt cái nồi lúc nấu canh chua. Bắt nồi nấu canh chua. Bỏ mềm. Nhìn miếng luôn. Cắt ngay nước sôi rồi dạo mềm cái nào bỏ cá vô. Nước sôi bỏ cá. Bây giờ nó cũng thấm rồi. Út bắt cái chảo lên cho nó sơ qua sơ lại mà bỏ nước mắm vô là con. Mắm đều. Hai cá để vô cái chảo nó không vừa luôn cả nhà. Nó bự. Hồi sáng chỉ mới vừa dở dớn lên nó thấy rồi. Ghé lại là mua liền. Giờ bỏ nước mắm vô. Thôi lửa liên ghiêu hồi đi, Út trở về đi lát cái bỏ nước vô nữa. Cái thấm bên này đi rồi, trở về rồi bỏ nước vô. Cái bề sao tí cái bỏ nước vô. Nước sôi Út dở me cả nhà. Cái này dở sôi lên nồi để sáng luôn. Đi miếng rồi, lát mình lên lại. Nước sôi bỏ cá vào cả nhà. Sôi chút nữa đây là bỏ vào bún vô, cá chín vô bỏ vào bún vô. Kiếm lại. Cá nó giờ nó cũng thấm hết rồi cả nhà, giờ Út đổ nước vô cho nó mềm cá. Này để lửa liu 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 cái cho nó thấm từ từ, bút từ từ. Đổ mấy lát ớt, lát này bỏ mấy cái ớt này để vô trái đó, để nguyên trái đi, nó cay, cắt ra nó cay. Cháo chế bề thấm cá, cá lớn ngon quá. Này cá cũng chín hết rồi, Út nãy giờ Út chiếc bọt rồi, giờ bỏ rau muống vô cả nhà. Rau muống vô nó làm hồi bỏ tới cái bông điên điển sao.
mà nó chín chín chứ. Mình nếm rồi. Mình để nếm giờ là chín. Cá nó cũng đang rút à, bỏ mấy cái đó đi. Đó mình để mình trái. Hai cái gương, cái này cái đậm cái nha. Nếu muốn chín là giờ bỏ không nhiêu điểm nha. Cái bông này nè, bỏ vô nhúng cái là nó chín nè. Tại vì không dễ chín lắm. Cái này mới hái vô nó ngọt lắm cả nhà. Canh chua, cá rô, nó như là muốn như bằng mình dễ quá không. Canh chua chín này út ngò ngò vô nè. Như này út sắc mấy lát ớt á. Cho miếng tỏi sấy vô nữa, chín này. Quá ngon, màu canh chua. Bông điểm điểm. Cá không chín này. Giờ ốc sẽ về cái tiêu luôn. Quá ngon cả nhà. Còn là nước nước gì nè. Canh cũng chín rồi, giờ úp nước ra. Dọn ra. Cá quá ngon, cá uống mềm luôn cả nhà. Ba đố mất chú nhà. Đâu bên cặp bên hè đó. Chuối bên hè. Má thì ở nhà mò, má dọn dẹp ở nhà mò. Rồi canh với cá kho Út cũng làm chín hết rồi. Giờ Út cũng dọn ra. Rồi mời cả nhà cùng ăn với ba mẹ con Út nha cả nhà. Chiều ăn với canh chua với cá ngô kho. Vô dẹp cặp dẹp đồ đi ra ăn cơm. Mẹ dọn mẹ chờ. Chị Kim hai ăn cơm luôn. Cái này hả? Cá rô. Cá rô mày kho với nó canh chua bông điên điển nè. Ngon lắm. Đợi em ra cái ăn. Đực nó bị ai cắn, chó cắn hay gì nên nó vô nhà mấy ngày nay đó Cường. Nó không có ra ngoài. Nó lại nhận. Lại đằng đó đó đúng không? Ừ. Bị cắn được á. Cơm chín hết rồi, hai đứa nhỏ mới về. Út cũng mời cả nhà ăn cơm với ba mẹ con Út cả nhà. Ba cũng chưa ăn cơm. Cái gô. Trang nước một cái canh chua. Để nãy mày ra ngoài mày hái vô. Cá mua được cái gô bán không? Mình cái này hợp được trễ quá. Sao nó lão vậy? Sao? Ngon. À, sao á? Thịt nó sao á? Nó đậm á. Đậm á gì á? Ngon lắm.
thịt bị dữ nè. Thì đâu con? Bị ngon. Mẹ nó nói gì không? Nó bị gì đó là bị ngon. Con bỏ xương đi đi, con bỏ giúp. Cái em hồi nè, cho ăn cơm rồi giao cho nó ăn, cho nó quen. Bỏ giúp. Nó bị gì đó, ngon quá. Con ăn bông điện kiển thử cường ngon lắm không? Dễ cá mà cho được xương nè. Ăn chua chưa? Ngày nãy đi khánh sức khỏe, cao 1m62, nặng 46kg. Mà biết bị gì không? Không. Đầu bạc trắng hết trơn rồi. Dài. Không tin hả? Đúng rồi, mẹ thấy cái đầu bạc hết trơn. Dài vậy không? Giờ mẹ hỏi sao kỹ cưỡng, tại già rồi. Già dữ rồi hả? Dạ. Già dữ chưa? Nó là chẹn, nó là lớn không? Bước 10 mà đầu bạc chưa? Tụi sao? Bạc không biết gì đâu. Có không hả? Có là bình thường hả? Ừ, thích pin nhiều đó. Phải không? Có là sao? Biết không? Biết sao mà đầu bạc rồi? Không biết không? Mẹ không hiểu không á? Bà ngoại người ta đầu bạc không sao, ông ngoại đã lớn tuổi. Con còn nhỏ thì sao đâu con bạc. Cái tiên cũng là bạc. Con bỏ xương đây nè, chút tính ăn con. Em bỏ dưới. Nó còn chua ngon quá. Sợ này ca nè, không dám cho Quỳnh ăn. Quỳnh ăn ca cũng được. Hồi nãy Quỳnh ăn có ca như Quỳnh. Được không? Bấy miếng cơm nữa đi con. Mày bấy ra nha. Bấy miếng nữa đi. Ăn ngon rồi ăn nữa đi. Ăn nữa rồi mày bấy cho. Video đến đây Út xin tạm dừng. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo. Út cảm ơn cả nhà đã xem hết video. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ, hạnh phúc.